Nhảy đi chơi. Nhảy sao? Hát đi, hát bản nghe chơi ơi. Hát bản nghe chơi coi. Hôm nay là ở ngoài trời là mưa rồi, nó không có đi ra ngoài. Dễ hả? Dễ không? Dạ dễ. Đúng rồi. Thôi rồi, bút đâu đây này, lúc này mày đưa cho. Nè. Rồi lấy ghế hả? Lấy ghế ngồi dễ luôn hả? Thấy không? Thấy không? Thấy người ta còn bây giờ con người ta bài bản chưa? Giờ dễ là người ta lấy ghế người ta ngồi đàng hoàng. À mẹ đi. À. Mẹ. Mẹ. Vẽ. Vẽ. Út ơi. Ôi. Ngoại ơi. Ôi. Ôi. Đó, nè. Đó, thấy không? Giờ con người ta là vẽ là người ta ngồi ghế đàng hoàng chứ đâu phải người ta đứng như ngày xưa nữa. Thôi một cái thôi. U. Đó, đó, bây giờ tự vẽ, tôi vẽ bông đó. Đó, cô chú thấy chay chưa? Coi cái mặt này, coi cái mặt vẽ nè, cái mặt vẽ muốn vẽ sợ. Nhìn cái mặt nó muốn quýnh như một quýnh rồi. Trời ơi, này vẽ gì nhị nhị hoa đó. Chay, từ sáng giờ có qua Body Lords chưa không? Dạ. À, cô cho cô chú coi cái bông tai của chay dễ thương không? Dạ. Ừ. Thôi thôi à, thôi à, thôi à. Kỳ cục. Cho quay cho chú coi đâu bông tay của chay nè. Ôi, thương không? Mickey Mouse. À, nó là dễ kìa. Tướng không? Dê. Dễ gì đâu mà dê dữ vậy. Dê đó. Nó dê đẹp quá, nó dê đó cô chú. Đó, coi à. Coi giám đốc đó. Coi tướng rồi, giám đốc ngồi làm bài ký tên nè. Ký tên tôi. Đang viết thư tình đó. Anh yêu dấu. Trời ơi, coi cái đầu tóc của mã nè. Coi đầu tóc nè. Từ ngày quen biết anh. Trái tim em không còn trong trắng như ngày xưa nữa. Hẹn anh 8 giờ tối ở công viên. Để làm gì chay? Không biết cô chú có coi cái hài đó không? Tại vì mà không biết Ngọc đọc cái đó, không biết mọi người có biết là Ngọc đang đọc cái một cái lá thư ở trong cái hài. Để nói rõ cho mọi người nghe là cái hài đó là hài của Quang Minh với lại Hồng Đào với lại Dân Sơn Bảo Liêm. Cái hài đó ngày xưa, cái bài đó xưa, cái hài đó xưa xa dữ lắm rồi. Vô tình coi lại, hai chị em coi lại nên nhớ cái hài đó nên thấy nó vui vui. Chứ không phải Ngọc đang nói chuyện sàm sàm xí xí. Tự biên tự diễn đâu. Có kịch bản hết á. Làm cái gì cũng vậy á. Phải có cái kịch bản đúng không chay? Mẹ với chay là diễn dữ lắm. Kịch bản là nó một ngày là thôi không biết bao nhiêu trang luôn á. Đó, giờ đóng lại nè. Đó, đóng lắp lại cái kịch. Đóng lắp lại cái kịch. Kịch kịch. Rồi. Bây giờ làm gì nữa? Đề máy hả? Em đó mua bên Cali đó cô chú. Em đó là ping pong mua bên Cali đó. Trời ơi ơi lấy ôm em đi. Ồ để mày lấy cho, ngồi im đó để mày lấy, ngồi im đó mày lấy cho. Đây. Trời ơi vừa ôm em có được không? Vừa ôm em vừa. Bởi vậy ta nói có số cực. Bình yên vẻ không chịu. Phải giữ em. Đó, đó nó đọc ABC. ABCDEFG. Đó, cuộc đời em cuộc đời khổ chưa, tự ngồi vẽ không chịu, nó đòi bồng thêm đứa em mà có cái chân nè, cái chân nè đó, có cái chân là bạc hát nè. Y gì con? Ao. Ao gì? Trời ơi vẽ đẹp dữ vậy ta. A B C E F G. Đọc cho cô chú nghe đi. Ai. Đúng rồi. How you spell your name J đi. J A D E. Đúng rồi, giỏi quá. J A D E. Cái tên con ghi làm sao? J A D E.
Rồi, bây giờ quen tay phải nè, viết bằng tay phải nè. J E. Bỏ em xuống. Chi cực dữ vậy? Ừ, bỏ nó qua một bên đi. Làm gì tôi tự mình làm khổ thật, khổ bản thân mình chi vậy? Ôm nữa. Trời ơi trời. Coi chật đồ rồi, xong luôn, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, dơ em rồi. Thấy chưa? Có vậy có chịu đời nổi không? Rồi giờ nữa, thấy chưa? Con chay này thì cứ chứ phải. Không có cái đồ gì mà vô tay nó mà nó cho nó sạch sẽ được chút. Cho nó mới mẻ được chút là sao? Không có một bất cứ một cái đồ gì hết. U cái gì mà u? Chịu không nổi với bà luôn. Đây mẹ mẹ kiểm tra bông tai coi. Lâu lâu ơi rồi đã lâu lâu phải kiểm tra bông tai một lần chứ mới lại xúc. Rồi này còn dính nè. 2-3 ngày là phải kiểm tra một lần để coi bên này coi. Để mày coi bên này coi. Rồi bên này còn dính luôn. Cái gì vậy? Đó còn chừng đụng em nữa đó. Chừng đụng em nữa là dơ em đó. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Ưng vậy đó. Bỏ cái con này xuống đi. Tự chơi chơi mình đi chơi còn rủ rê bạn bè đồ chơi nữa. Một mình chơi là đủ mệt rồi. Một mình uống là đủ xỉn rồi. Kêu huynh đệ tới làm chi nữa. Thì đó. Xỉn muốn xỉn chung hay sao? Xỉn chung mới vui phải không chay? Xỉn mình đâu có vui. Đây. Trời ơi không, cái xe ướt rồi con. Xe ướt rồi không ai được. Đi đi con, đi chơi đi bộ đi. Đừng có làm biếng như vậy, hiểu không? Cuộc đời mình không có làm biếng. Phải làm siêng lên, siêng y như mẹ vậy nè. Dạ. Hả? Go fishing? Rảnh vậy sao? Tự nhiên đang quay chay cái ba chay kêu đi lấy đồ câu cá đi câu cá. Rảnh vậy sao? Ăn cơm rồi mà còn đi câu cá đi về nấu canh chua làm gì? Cái gì con? Trời con ba đứng kìa, con ba đứng kìa. Ờ à, ba đi, để ba đi con. Ba đâu có rủ mình đâu. Để ba đi đi con, ở nhà đi cho khỏe cho đi làm chi vậy? Cuộc đời mẹ là làm biếng đi dữ lắm luôn á. Để cho ba tự đi đi. Ở nhà cho nó bình yên vô sự. Quay đầu là bờ. Quay đầu đi bồ ơi. Lượm ơi, về con. Lượm. Chạy đi, come. Đúng rồi, vô đây với mẹ đi con. Tướng ba đứng rồi, cái đít ba kìa. Cái đít ba lép xẹp mà, nhưng mà nhờ có cái tả là tưởng y như nếu đít ba diêu vậy đó. Bà cũng ít có hù lắm. Đó, bà ít có hù lắm. Giỏi quá, để ba đi mình nhà cho khỏe cho mình đi chi ta. Vô. Bye bye Daddy đi, bye bye. I'll see you. Đúng rồi. Té nha. Coi nó chạy kìa. Coi nó chạy như một con siêu thân không? Không có điểm đến và điểm dừng luôn. Đi như xì cà que vậy đó. À, bình thường mà lúc nào cũng muốn đi như xì cà que vậy đó. Đi người nếu mà tiếng Việt á người ta gọi là đi chân sáo đó cô chú. Đi quay nó không kịp luôn các bạn. Hôm nay là cô chú thấy không? Trời không có được đẹp. Trời cứ bye bye ba đi con. Bye bye daddy, I'll see you. Bye bye daddy. Cho cô bả kìa, bà làm gì vậy? Rồi. Get your hands out of my drink. Đây rửa tay xong rồi đó. Đây nè, cái miếng này cho con nè con. Miếng này con nè con, con. Nó lấy. I don't know where it is, baby. Where do you put it? Nó lấy cô đố cô chú nó lấy cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó lấy pineapple. Và nó lấy thơm đó cô chú, nó khoái ăn thơm. Nóng con, nóng. Nóng không? Nóng thổi nha con.
Em ăn được, ăn không có ép nha. Ai ép bà ai tự ăn, không có ép đâu bà. Pizza mà ép cái gì? Đó, thấy chưa? Cô chú thấy nó ăn thơm không? Khi mà lúc nào mà mua cái này là cũng phải order thêm thơm cho nó ăn hết. Cô chú bà ơi, ngồi ăn cho nóng bà. Để lên, ăn cho nóng. Có gì ở đó không? Đây đây, pizza bà, phải nóng. Pizza phải nóng ăn mới ngon chứ còn pizza không nóng là. Pizza mà, hai ai soi. Pizza mà không nóng là chịu thua luôn á. Rồi, con nó ăn kìa, con ăn thơm kìa. You like the pizza, Jane? Thánh ăn thơm đó. Yeah, just pick the pineapple, huh? Baby, did you extra pineapple? Bà hai miếng à. Đây. Bà hai. Lấy cho bà hai miếng đi. It just came off, it's super hot. Yeah, it's really good. Bà hai điệu lắm, bà hai ăn, bà hai phải cắt. Chơi ăn đi chơi. Con mà pizza mà đây nè, mẹ cho con thơm nè. Thơm đối với mẹ là chuyện không thể nào xảy ra với bên trong pizza đó. Nóng mà nó ngon. Đúng rồi. Lúc trước bà ăn hai ăn thì ăn bà thích ăn cái bột mà. Ăn pizza em chỉ thần vậy đó. Con chồng cái bàn này, con ăn nè. Nó nói nè. Nóng không? Từ từ thôi con. Cô chú nào mà nhớ mua mốt mà mua cho chay pizza là nhớ bỏ thơm nhiều nha. You know what today is, right? You know what today is, right? Yeah. Today is Friday the 13th. You know what happens on Friday the 13th, right? In American lore, that's when all the crazies come out. I know. Wow. There was a movie that came out that was called Friday the 13th. But hi, did you ever see the scary movie? Mm-hmm. Friday the 13th? Mm-hmm. Tell Napa about it. No. Wow. Long family long. Oh, con ăn thơm vậy. Nó ăn thơm mà cô chú nhìn thèm luôn chứ bà. Thấy không bà? Nhai từ từ lắm. Nó thèm thơm một cách kỳ lạ. Sao quá mà. Oh, the height. Also, full moon. Full moon. Ooh, scary. Sao đây nó xấu. Yeah. Oh, baby, she's playing hide and seek today. Yeah. Chay chay bữa nay biết chay 50 nè. Chúc chay 50 cho cô chú con. She count to 10 and find us? Ôi ôi con kìa. Thôi ôi, cho cô chú ăn nhé. Mà cô chú ăn với con. Đúng rồi. Nói đàng hoàng. Nãy giờ nó không biết camera đang quay đó. Đó. Cô chú con ăn thơm nhà nó, nó lấy thơm. She eat all the pineapple. Yeah, ăn hết chả thơm. Oh my god. Cho cô chú ăn nhé, mời cô chú ăn nhé. Mời cô chú ăn nhé. Oh my god. I gotta get this piece because it's the last piece that has pineapple on it. Maybe you. They didn't cut it very well, did they? There you go. So just ask everybody if they think pineapple should go on pizza. Pineapple. Pineapple. So JD says yes. Nó có bụng nữa em kìa. Ủa, con liếu là hai chai. Lia lị. Ngồi chút coi. Ngon. Uống miếng nước không? Uống nước không? Hồi nãy không order thêm ấy cho nó, giờ lấy nó không? Hộp rồi ăn. Ăn thơm. Thơm mà chân. JD, what is this? What is this? Say pizza. Pizza. Đúng rồi. Hồi nãy mình hỏi nó cái này là cái gì, là nó pizza. Nó biết mà. Rồi bây giờ nó qua tới cái gì đó, cái gì đó, pepperoni. Sáng nhỏ ra. Đúng rồi. Sáng nhỏ ra con. Bê bê.
Yeah. For pineapple, right? Nè, pineapple and cheese nè. Nè, pineapple and cheese. Đúng rồi. Ngon. Ngon. Nè, thêm cái miếng nhỏ này đi. Good choice, baby. You make the best decisions. Mốt bà hai vậy chắc ăn phi phi dài 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 quá. Nhiều cái phi dài ngon lắm chứ con. Ăn nữa ba. Oh yeah, she needs assistance. Ah. Don't cough on her pizza, Jay. Thôi con đủ rồi. Quá no rồi. Không mà tại cái con hôm nay con qua tới miếng thứ hai thì là nhiều đó chứ, tại vì thường là đem pizza về nó mới nóng như vậy là con ăn với ăn một miếng không à. Ừ, phải nóng nó mới ngon. Ở nhà vậy mua mà. Nhưng mà pizza ở bên Tây nó không ngon. Có gì kìa? Mua của hiệu. Mua nó đông đá thì nóng nóng lắm. Nóng, để mẹ thả, để mẹ thả nha. Wow, that hit the spot. Đúng rồi hả? Way better than that. You don't want any more? You done? Rồi đó. Nó mang nó tự đóng lại đó. All done. Nó xong rồi tự đóng lại có được không? Bye bye. That's for my lunch for tomorrow. Có được ai không? Nói.